Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nhật, dự án giữa công ty Vilico, một thành viên của Vinamilk và tập đoàn đa ngành Sojitz Nhật Bản đã chính thức khởi công tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt bò Vinabeef tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là dự án đầu tiên trong kế hoạch đầu tư hợp tác giữa các tập đoàn hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản về nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi và chế biến thịt bò với tổng giá trị 500 triệu đô la Mỹ đã được ký kết vào cuối năm 2021. Vinabeef Tam Đảo dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2024, có quy mô chăn nuôi 10.000 con bò trên năm và nhà máy chế biến thịt bò công suất 30.000 con một năm. Sản phẩm thịt bò mát được chế biến theo công nghệ Nhật Bản với dây chuyền hiện đại, khép kín, tự động hóa cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo đạt chất lượng cao nhất, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của chuỗi cung ứng lạnh, có khả năng truy xuất nguồn gốc, bảo đảm chất lượng và độ an toàn của sản phẩm từ trang trại đến bàn ăn. Ông Masayoshi Fujimoto, chủ tịch tập đoàn Sojitz Nhật Bản cho biết, đây là dự án tiềm năng và trọng điểm tại Việt Nam của tập đoàn trong ít nhất 5 đến 10 năm tới. Vinamilk và Vilico là các đối tác lớn, uy tín và có các thế mạnh về nguồn lực, kinh nghiệm trong ngành chăn nuôi, vận hành, am hiểu về thị trường. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, chủ động phối hợp với các bộ ngành và các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ hoặc tham mưu với cấp có thẩm quyền, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới những cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp nói chung, đặc biệt là công nghiệp nền tảng, chế biến chế tạo, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.